Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy Maruyama Beat M nha. Nó có tên là KC230ERS. Cây máy này là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng nha các bạn. Nhưng mà tình trạng nó là ở nước ngoài nó sử dụng rất là ít các bạn. Cây máy còn đẹp, xuất sắc, y chang như đập thùng các bạn. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Đây, mời các bạn xem. Đây, sở hữu một cái chụp giật trợ lực giống như mới ráp vào vậy các bạn. Chụp giật nó trắng trắng đến nỗi kinh ngạc luôn nha. Nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính không có lỗ nha. Đây, gòn đệm rất là đã ha. Lỗ thông hơi riêng đây các bạn, cho các bạn xem cho tường tận nha. Mình bữa nay mình tháo ra cho các bạn khám phá nội thất ở trong bên trong ha. Chế quạt khí quanh rồ tự động nha các bạn. Chế quạt khí quanh rồ tự động đây. Có chữ quanh rồ đây ha các bạn. Và đây chữ quanh rồ đây mới là giữ nè, chữ quanh rồ nổi ha. Đây các bạn. Chế quạt khí quanh rồ tự động. Made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Đây các bạn xem. Rất là khó thấy cho nên mình bữa nay mình tháo ra cho các bạn xem. Đây đây mình soi cho các bạn xem chữ Made in Japan trong lốc nha các bạn. Đây. Made in Japan ha. Các bạn có thấy rõ không nha? Chữ Made in Japan, chữ Japan nó tuốt ở dưới góc nè các bạn. Đây đó các bạn, thấy không? Chói sáng quá ha. Mà tay mình rung ha, tay mình rung mà không lấy nét được. Đấy, đó, mình mới cho nó lấy nét nó ha, Made in Japan ha. Số series nó đây các bạn. Đây, số series nó đóng đây ha. 268026 ha. 268026. Số series nó đây các bạn. Made in Japan ha. Một con máy các bạn thấy y chang như đập thùng nha. Đập thùng sao nó vậy các bạn. Sơ mi bê tông, sơ mi cải tiến nha. Bê tông cải tiến, bê tông có khe giữ chất nhờn nha các bạn. Bê tông có khe giữ chất nhờn. Các bạn quan sát xem. Bu ri của nó nè các bạn. Lòng của nó nè. Đẹp lạ lùng luôn các bạn. Đây số này, số series lock của nó nè các bạn. Tuyệt vời luôn. Zin tắt nha các bạn. Cây Buji này không có ngoài thị trường đâu các bạn. Buji này đặc biệt các bạn tìm ở ngoài thị trường không có nha. Zin của nó trong máy đó, mà nó mới như thế đấy các bạn. Các bạn xem, quan sát xem. Cái mức độ mức độ đẹp của cây máy này thì không còn phải bàn cãi nữa các bạn. Không còn gì để bàn cãi nữa hết. Đây các bạn. Ghi hình thì nó cũng được khoảng 90% thôi ha. Các bạn thực tế và các bạn xem các bạn thấy. IC đó đây các bạn. Các dòng đời mới này thì các bạn xài IC khỏi phải lo các bạn. IC tại vì các dòng đời mới thì mình đã nói nhiều lần rồi đó. Các dòng đời mới này thì cái công nghệ bán dẫn nó đạt đến đỉnh cao rồi. Cho nên cây IC xài bền vô địch các bạn. Cây IC là gì?
là cái đó là cái cụm tổ hợp đó các bạn, cái cụm tổ hợp để nó chuyên về đánh lửa. Mà cái cụm tổ hợp này mình gọi là IC, mặt tổ hợp IC nó chuyên về đánh lửa. Thì cái công nghệ bán dẫn hiện nay thì nó đạt đỉnh cao rồi, cho nên cái IC mình rất bền, đó là không có gì lạ nha các bạn. Còn khi mới sơ khai về ngành bán dẫn á, thì cái IC các đời cũ nó rất là dở các bạn, chạy nó dễ chết. Còn cái IC đời mới này thì xài bền vô địch luôn các bạn. Mình nói về cái IC ha, rất là đã luôn các bạn. Các bạn thấy các xúc kết đó nè, xúc kết nối dây của nó đẹp xuất sắc luôn ha. Phía bên trong nội thất luôn các bạn. Này bố con đồ của nó là hết ý rồi ha các bạn. Mình cũng hơi làm biến tháo ra cho các bạn xem cho nó hết ý rồi đó. Bố con của nó là máy như vậy mà bố con của nó đâu có mới sờn một tí thôi các bạn. Đây, nó đặc biệt là nó tay cầm gọn nha các bạn. Tay cầm gọn. Các bạn thấy ốc của nó, nhìn ốc của nó không? Tay cầm gọn. Móc dây đeo của nó nè các bạn. Chắc chưa hề móc dây đeo lần nào. Tay ga sống nha các bạn. Đây. Kéo lên ha, bóp giữ buông búng ha. Mình mặc dù mình chưa có mắc cái chế hòa khí vô mà nó cũng vẫn có búng được nè các bạn. Ở đây nó có lò xo ngẫu lực, nó búng, nó giúp cho cái dây ga mình hoạt động tốt hơn đó các bạn. Bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Một cây máy bãi mà rất là ít gặp đó các bạn. Rất là ít thấy máy bãi dường như là giống như chưa sử dụng. Mà mình nói giống như thôi nha, mình không khẳng định. Mới tắt 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 các bạn. Cái này là cái bộ gắn dao nè các bạn. Để mình hồi nữa mình gắp máy vô mình nổ thử rồi mình hướng dẫn các bạn gắn dao luôn ha. Quá đẹp các bạn ơi. Mình thấy cái máy này mình ghiền luôn. Mới gì mà giống như chưa sử dụng bao giờ, giống như mới đập thùng ra vậy các bạn. Rồi để mình gắp vô nghe các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha, mình gắp nhanh lắm. Đây. Cái này cái chụp bô nữa các bạn. Đây mình lồng hai cái này vô đây ha. Gắn miếng gòn nha các bạn. Đây gòn này. Gòn mình gắn. Gắn đúng lỗ sọc ti nha các bạn. Nếu gắn sai lỗ sọc ti máy không chạy được nha. Rồi, bây giờ mình mấy cái này mình nên nhé mà dít dặn tay một tí rồi mình muốn giặt máy thì mình đưa vô mình dặn nha. Chứ mình thường mình dặn máy trước bây giờ nó hay bị trẹo găng lắm các bạn. Dặn máy nó hay bị trẹo găng lắm. Dặn vô thì các bạn thận trọng, dặn ra thì dặn máy nó tốt, nó nhanh. Nhưng mà dặn vô máy nó hay bị kẹo răng, nó hỏng răng của mình. Ê, áo gió nó ở đây các bạn. Quá, quá ư là đẹp luôn ha. Áo gió nó đây. Để mình tiếp tục mình gắn vô nha. Cây này
23 này bê tông nó 32 ly nha các bạn. 23cc. Bê tông 32 ly. 23cc, bê tông 32 ly. Xa xa cho các bạn dễ thấy nha, còn cảnh chút đầu nó khớp vào đấy hết các bạn. Đây có chỗ dắt dây nữa nè ha, máy đời mới á. Các bạn khi các bạn sử dụng cái máy đời cũ xong, các bạn sử dụng cái máy đời mới là các bạn cảm thấy thích liền. Mình nói thật, qua trải nghiệm nhiều năm rồi mình biết, khi mà các bạn dùng cái máy đời cũ các bạn rất là chán, cái gì nó cũng không hợp lý hết trơn các bạn, nó không hợp lý, các cái thiết kế của nó không hợp lý. Nhưng mà tới chừng các bạn xài dùng cái máy đời mới rồi thì các bạn thấy cái cách thiết kế của nó sao mà quá hay luôn. Cái gì nó đâu vào đấy, nó rất là tiện lợi nha. Rất là bền bỉ luôn. Cho nên nó mới gọi là tiến bộ của khoa học kỹ thuật nha các bạn. Nếu các bạn nói cái máy đời cũ mà hơn cái máy đời mới thì thôi mình không có tranh cãi làm gì. Ví dụ cái xe Honda SS ha, mà các bạn so với xe mà SH đời mới bây giờ thì thôi các bạn nói Honda SS đời cũ 50 đó mà nó hơn cái tay ga thì mình cũng không có tranh cãi làm gì ha. Đời cũ không có cửa nẻo nào so với cái đời mới được hết các bạn. Sự thật hiển nhiên nó là như thế. Nếu mà các bạn nói cái máy đời cũ, bác ơi cái máy đời cũ vậy chứ nó bền. Không đâu, đó là một sự nhầm lẫn. Đó là một sự nhầm lẫn đó các bạn. Máy đời mới vừa tiện lợi, vừa bền bỉ, vừa ít ăn xăng, lợi đủ thứ hết các bạn. Còn cái nắp chụp bô này nữa là đủ các bạn. À mình còn cái miếng đệm mà bô. Này lọc gió các bạn. Thường ở bãi về cái lọc gió nó bị hư nha các bạn. Đây mình rồi mình gắp qua tắt rồi đó các bạn. Giờ mình nổ thử nha, mình bơm xăng nha, đóng e lại ha, lên ga chút rồi mình nổ thử rồi các bạn xem nó nổ không. Đây nhẹ nhàng các bạn.
Rồi để mình gắn cái lưỡi vô nha. Đây hệ thống gắn gắn dao nữa đây các bạn. Đây đầu tiên tất cả các máy nào nó cũng có một cái miếng gì nha các bạn. Miếng gì để mình để phía trong nè. Cái dao mình gắn vô đây nha các bạn. Đây nha. Này miếng này miếng phía trong nha. Đây còn miếng phía ngoài nó úp lên gì nha các bạn. Đây đây miếng phía ngoài đây. Miếng này là chống mài mòn nha. Ở trong này là chống dính cỏ. Đây mình gắn vào. Đầu tiên mình cầm hướng này nha các bạn, thắt vào nha. Đây. Để lưỡi dao vào nha các bạn. Đây. Để cái chống dính cỏ, chống mài mòn vào nha các bạn. Đó. Từng tự vậy. Ốc gắn vô nha các bạn. Rồi nếu mà mình nếu mà cái bộ của mình nó ổn thì mình không cần phải chốt nha các bạn. Đây có lỗ chốt nè các bạn. Nhưng mà mình thường mình làm mình không cần phải chốt. Cái của bạn nó êm rồi thì khỏi phải chốt. Nếu mà nó xây thì các bạn chốt, chứ các nó êm rồi thì các bạn để vô là nó dính nè. Các bạn cần nắm cái cánh gì, các bạn nhịn gì, các bạn siết là nó cứng à các bạn. Đó là cái cùi của bạn em. Rồi xong ha. Quá tốt các bạn. Các bạn thấy nè, nó trắng tinh luôn. Trắng như là mới đập thùng các bạn. Ha. Rồi, để lại mình test thử cái nữa nha. Thì gắn dao vô mình test thử cái nữa. Kéo công tắc xuống à, kéo quên. Các bạn nào thích tiếng nổ ganh ti nó nhỏ hơn nữa thì chỉnh cho nó nhỏ hơn nữa nha các bạn. Rất là đơn giản nha. Đây để mình chỉnh ganh ti cho nó nhỏ tí xíu nữa nha các bạn. Đây chỉnh ganh ti bằng con ốc này các bạn. Độ căng của dây ga. Đây chỗ này là điều chỉnh độ căng của dây ga nè các bạn. Đây. Đây mình sẽ điều chỉnh độ căng của dây ga, nó trùng bớt lại chút, bây giờ nó thẳng dây ga rồi mình bớt ganh ti xuống nó không như ý nha các bạn. Đây chỉnh độ trùng của dây ga nè. Ha. Rất là đơn giản các bạn. Đây. Mình chỉnh cho nó trùng xuống cho nó mới hạ sát ganh ti được nha các bạn. Đây xem mình giật lại nó nhỏ hơn nè các bạn. Thấy không, hồi nãy nó bị thẳng dây ga đó các bạn, nó không xuống được. Các bạn hãy để ý chỗ này nha, chỉnh độ trùng của dây ga. Quá êm luôn các bạn. Một cái máy như ý luôn.
Rồi cái video mình test cái máy Maruyama Bitm KC230RS đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.